Chào các bạn. Nếu các bạn muốn biết mỹ phẩm Kinayet có thật sự an toàn, chất lượng và hiệu quả hay không, thì các bạn hãy theo dõi video này đến hết nha. Cũng như các bạn biết đó, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại mỹ phẩm, đủ loại, đủ giá, thì việc hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là điều không thể tránh khỏi. Thì hôm nay á, là mình muốn chia sẻ cho các bạn biết về tình trạng da của mình trước khi mình sử dụng sản phẩm của Kinayet, và vì sao mình lại kinh doanh cái dòng sản phẩm này. Thì sau thời gian sinh bé thì da của mình nó bắt đầu xuất hiện những đốm tàn nhang và vết nám ở khu vực này. Nhưng thời gian đó thì mình cũng không chú trọng đến làn da của mình, vì mình chỉ tập trung chủ yếu vào việc chăm sóc con của mình thôi. Nhưng sau một thời gian bỏ bê làn da thì khi nhìn lại nhìn mình vào gương á, thì mình thật sự rất là buồn, vì những vết nám của mình á, nó đậm màu hơn và tàn nhang nó cũng nhiều hơn. Và mình cũng được rất nhiều bạn bè giới thiệu đủ loại mỹ phẩm, cũng sử dụng qua nhưng không có mang lại hiệu quả như mình mong muốn. Và sau khi mình đã tìm hiểu đến dòng sản phẩm của Kinayet thì mình đã quyết định mua trọn bộ combo để sử dụng. Vì lúc đó da mình vừa bị thiếu nước, lão hóa, nám, tàn nhang. Vì vậy nên mình đã quyết định sử dụng trọn bộ combo trị nám gồm có tinh chất bơ, kem V10 và tiếp đặc trị nám. Tiếp đặc trị nám này chỉ dành cho những bạn nào mà có tình trạng nám nặng. Lúc trước thì da mình bị nám nặng cho nên mình sử dụng tiếp này, và sau bây giờ thì da của mình, các bạn cũng thấy đó, những cái vết nám nó đã mờ đi thì mình không còn sử dụng tiếp này nữa. Nhưng mà hôm nay mình cũng vẫn cho các bạn xem trọn bộ của nó là như thế này. Và bây giờ mình cũng sẽ test cái sản phẩm cho bạn xem ha. Thứ nhất, cái này là tinh chất bơ, thì thành phần chủ yếu của nó gồm có đó là 99,6% là bơ, và công dụng của nó là giúp căng mịn da, dưỡng ẩm, chống lão hóa, se lỗ chân lông, phục hồi da yếu, da nổi gân xanh, đào thải độc tố cho da và giải độc cho những cái vùng da bị nhiễm corticoid. Thì tinh chất bơ này nè, các bạn sẽ lấy khoảng 3 giọt thoa đều lên da. Da mình khô cho nên mình rất thích cái sử dụng tinh chất bơ này. Mùi thơm rất là dễ chịu. Tinh chất bơ thì mình sử dụng 2 lần sáng tối nha. Sau khi thoa xong, các bạn dùng những cái đầu ngón tay của mình nè, vỗ nhẹ cho cái lượng tinh chất nó mau thẩm thấu vào trong da của mình. Tiếp đó thì mình sẽ sử dụng kem V10. V10 á, thì thành phần chủ yếu nó gồm có 10 loại vitamin. Công dụng của nó là giúp dưỡng ẩm, chống lão hóa, giảm nám, tàn nhang. Kem V10 thì nó dành cho những cái vùng nám nhẹ. Nám nhẹ thì mình sẽ sử dụng kem V10. Hiện tại thì da của mình đã những cái vết nám á, đã mờ đi hẳn, thì mình chỉ sử dụng V10 thôi. Mình không có sử dụng cái spot này nữa. Và khi các bạn lấy kem á, thì các bạn dùng bông tăm, lấy một lượng vừa phải. Dùng bông tăm thì giúp cho cái hậu hũ kem của mình được vệ sinh hơn. Mình lấy bông tăm, mình lấy dít kem ra một lượng khoảng 1 hạt rưỡi đậu xanh hoặc là 1 hạt bắp tùy theo diện tích khuôn mặt. Và sau đó mình sẽ thoa đều, chấm đều 5 điểm lên da, tán kem ra.
Da của mình nó hiện tại các bạn thấy đó, cái vùng nám ở đây nè, nó đã mờ đi hẳn. Lúc trước thì mình sử dụng trọn bộ combo luôn, nhưng bây giờ thì mình chỉ còn sử dụng kem tinh chất bơ với kem V10 thôi để ngăn chặn không cho những cái vết nám nó bị phát triển trở lại. Trước thì mình sử dụng cái bóp này, sau khi mình thoa tinh chất bơ thì mình sẽ nặn cái bóp này mình thoa lên ngay cái vùng nám luôn. Mình không thoa hết mặt, chỉ thoa ngay chủ yếu cái vùng nám thôi. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cái tình trạng da của mình lúc trước khi mình sử dụng cái kem V10 và kinh doanh mỹ phẩm Kinajet và kinh doanh dòng này. Mình kinh doanh mỹ phẩm cũng được thầm một thời gian, cho là không quá dài, cũng không gọi là quá nhanh quá ngắn, và mình kinh doanh đủ loại mỹ phẩm, nhưng mình đã quyết định dừng chân tại Kinajet vì tính an toàn, chất lượng và hiệu quả thật sự, cũng như giấy tờ sản phẩm. Và vì sao Kinajet lại giá thành lại cao như vậy? Thứ nhất, đó là sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp 100% từ Hàn Quốc. Không như những mỹ phẩm khác thì nó là nhập khẩu từ Hàn Quốc nhưng thực chất được sản xuất tại Việt Nam. Và thứ hai là sản phẩm được kiểm nghiệm nghiêm ngặt trước khi đến tay người tiêu dùng. Thứ ba là sản phẩm hiệu quả thật sự và được rất nhiều chị em sử dụng và phản hồi tích cực về cho công ty chúng tôi. Và cũng như các bạn, mình cũng là phụ nữ như các bạn, thì mình cũng rất kén chọn khi sử dụng mỹ phẩm, sợ hàng kém chất lượng, không hiệu quả. Và sau khi sử dụng trọn bộ sản phẩm của Kinajet thì mình rất là hài lòng và an tâm, và đó cũng là lý do mình kinh doanh dòng sản phẩm này. Và để các bạn yên tâm hơn á, khi các bạn mua hàng á, thì đối với ví dụ như tinh chất bơ hay kem V10 hay là bất kỳ sản phẩm nào của Kinajet, thì bây giờ chúng tôi sẽ gửi cho các bạn kèm theo đó là phiếu công bố của từng sản phẩm các bạn mua luôn. Ví dụ như các bạn mua tinh chất bơ thì bên mình sẽ gửi cho các bạn phiếu công bố của tinh chất bơ. Kem V10 thì mình sẽ gửi cho các bạn là phiếu công bố của kem V10. Và nếu như các bạn nào muốn thắc mắc về làn da của mình, hay là muốn tìm hiểu vì sao mà da của mình lại phục hồi lại được như cũ, thì các bạn hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới. Mình sẽ gọi trực tiếp cho các bạn và tư vấn cho các bạn nha. Xin chào.